Chào bà con, bây giờ tài xế buồn ngủ rồi, bây giờ ghé qua cái chỗ này để nhắm mắt chút xíu vì vấn đề an toàn cho hành khách, thì đâu giờ bà con nhảy vô đây để nằm nghỉ chút xíu. Đây cà phê võng đây bà con. Bye bà con.